Hello, our last. Now, before studying new lesson, now the first, there are four sentences. Write correct form of the verb. Viết dạng đúng của động từ trong ngoặc. For example, number one, I. Ở đây cô cho động từ to be a teacher. Vậy mình đã học rồi. Chủ từ I sẽ đi với động từ to be là am. Number two, he sometimes ba chấm play soccer. Mình nhìn thấy sometimes là trạng từ chỉ tần suất, nó chỉ xuất hiện trong hiện tại đơn, cho nên con sẽ sử dụng động từ plays thêm s. Lý do, chủ từ he số ít, động từ thêm s. Number 3, my mother ba chấm not watch TV every day. Cô có dấu hiệu nhận biết là every day, mỗi ngày. Vậy thì cái hành động lặp đi lặp lại mỗi ngày sẽ sử dụng thì hiện tại đơn. Và lưu ý trong câu này có not, chúng ta phải mượn trợ động từ do hoặc là does. Ở đây cô có chủ từ my mother, mẹ. Thì đương nhiên mẹ là số ít, chỉ có một người mẹ, cho nên mượn trợ động từ là does not. Động từ what cô không chia nguyên mẫu. Number 4, I ba chấm wash my face every morning. Tôi rửa mặt của tôi mỗi buổi sáng. Tương tự, cái việc rửa mặt mỗi buổi sáng là thói quen mình sẽ làm hàng ngày. Cho nên ở đây chúng ta diễn tả thói quen, chúng ta cũng chia thì hiện tại đơn. Và chủ từ I là chủ từ số nhiều, thì động từ wash cô chia nguyên mẫu. Rồi, today we will review simple present tense. Hôm nay chúng ta tiếp tục ôn tập về một vài thì, và đầu tiên là thì hiện tại đơn. Simple present tense. Now, unit 11, what do you eat? Listen grammar practice on page 122-123. Now the first, the simple present tense, thì hiện tại đơn. Trang 122. Cô nhắc lại cấu trúc của thì hiện tại đơn như sau. Đầu tiên chúng ta sẽ có dạng khẳng định, sẽ là chủ từ cộng động từ nguyên mẫu. Đối với những chủ từ số nhiều, ví dụ như là I, you, we, they, hai người trở lên và danh từ số nhiều, chúng ta sẽ sử dụng động từ him us hoặc us. Khi chủ từ us này là chủ từ số ít, he, she, it, một người hoặc là danh từ số ít. Trường hợp thứ hai là dạng phủ định. Phủ định tức là có not. Chúng ta sẽ chia làm hai trường hợp là mượn trợ động từ do not hoặc là does not. Vậy cô sẽ mượn trợ động từ do khi chủ từ số nhiều, mượn trợ động từ does khi chủ từ số ít. Và sau nữa là động từ nguyên mẫu chúng ta sẽ không chia nữa. Lý do chúng ta đã mượn trợ động từ rồi. Vậy thì những chủ từ số nhiều, những chủ từ số ít chúng ta đã học và cô đã nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần. Đó là những chủ từ nào, nếu bạn nào không nhớ thì chúng ta có thể mở vở ra để xem lại. Công thức thứ ba là câu nghi vấn. Chúng ta sẽ mượn trợ động từ do hoặc does cộng chủ từ cộng động từ nguyên mẫu. Uses. Nói về thói quen, các việc diễn ra và lặp đi lặp lại nhiều lần, diễn tả sự thật hiển nhiên. Và thường nó sẽ có những cái trạng từ chỉ tần suất như là always, sometimes, often, usually, never, every cộng thời gian. Vậy nếu trong câu chúng ta gặp những từ này, hiển nhiên chúng ta chắc chắn sẽ chia cho cô là hiện tại đơn. Còn nếu không gặp những dấu hiệu này, thì những sự việc nào nói về thói quen và nó lặp đi lặp lại nhiều lần trong cuộc sống của mình, chúng ta cũng hiển nhiên chia hiện tại đơn cho cô. Now, exercise 1. The simple recent tense thì hiện tại đơn, trang 122. Các em có thể lật sách giáo khoa ra. Ở đây người ta kêu các em là sử dụng thì hiện tại đơn để điền dạng đúng của động từ like vào những chỗ trống bên dưới. Vậy thì động từ like ở đây có nghĩa là thích. Cô sẽ làm mẫu cho các em. A. Do you ba chấm noodles? Đây là dạng câu hỏi, tức là công thức nghi vấn. Do you? The answer is like.
Lý do chỗ này các em đã mượn trợ động từ do thì phía sau khoảng trống động từ chắc chắn luôn luôn chia nguyên mẫu cho cô. Yes, I. Chú từ I. Động từ like sẽ nguyên mẫu. Tiếp theo, chấm hỏi, đây là dạng câu nghi vấn. Các em phải điền cho cô hai khoảng trống. Khoảng trống thứ nhất là các em mượn cho cô trợ động từ. Chúng ta có chủ từ là you thì trợ động từ là do. Và phía sau khoảng trống này các em hiển nhiên sẽ viết lại nguyên mẫu like. Câu kế tiếp, no. Câu hỏi no và cách trả lời là chúng ta có chủ từ I và no. Chúng ta sẽ có not thì mình sẽ mượn trợ động từ là do not. Và hiển nhiên khoảng trống kế tiếp động từ like của chia nguyên mẫu. Câu B, đây cũng là câu hỏi, cũng là hai khoảng trống. Chỉ thứ nhất là mượn trợ động từ do does, thứ hai là động từ nguyên mẫu. Các em nhìn cho cô chủ từ see. Chúng ta sẽ mượn trợ động từ does, phía sau like nguyên mẫu. Lý do, thường thì các em gặp chủ từ see các em sẽ thêm s, nhưng mà ở đây các em đã mượn trợ động từ does rồi thì phía sau các em không cần chia nữa. Câu kế tiếp, yes, see. Lies. Lưu ý ở đây like cô thiếu s, các em khi chép bài thêm s vào. Chủ từ see số ít và không có trợ động từ thì hiển nhiên chữ like này mình phải thêm s vào. Câu kế tiếp, đây cũng là dạng câu hỏi hai khoảng trống. Cô có vế đầu tiên, cô mượn trợ động từ does. Lý do là chủ từ see và phía sau từ like cô chia nguyên mẫu. Câu kế tiếp, no tức là phủ định. Cô sẽ mượn trợ động từ là doesn't. Và lưu ý, khi cô mượn trợ động từ rồi thì tiếp tục cô chỉ chia động từ nguyên mẫu. Sau khi đã nắm được thì hiện tại đơn thì phần tiếp theo các em sẽ chuyển qua bài tập số 5, Contrast Recent Symbol and Recent Do Resistance on page 123. Tức là bài này sẽ nhắc lại kiến thức là so sánh thì hiện tại đơn và thì hiện tại tiếp diễn. Vậy các em chú ý, cô sẽ so sánh hai công thức này để các em nhìn thấy được sự khác nhau và sử dụng cho đúng. Đầu tiên, Recent Symbol. Recent do results. Recent symbol là thì hiện tại đơn. Recent do results hiện tại tiếp diễn. Cấu trúc. Đầu tiên, ở dạng khẳng định thì hiện tại đơn là chủ từ cộng động từ nguyên mẫu, động từ thêm s hoặc es. Còn ở thì hiện tại tiếp diễn, chủ từ cộng am, ia cộng động từ thêm in. Am, ia mình sẽ sử dụng phụ thuộc vào chủ từ. Kế tiếp là dạng câu phủ định có not. Cô sẽ mượn trợ động từ là do hoặc does, phía sau động từ nguyên mẫu. Còn ở thì hiện tại tiếp diễn, chủ từ cộng am, ia và not sẽ đứng sau động từ to be cộng động từ thêm in. Câu nghi vấn, do does cộng chủ từ cộng động từ nguyên mẫu. Nhưng ở câu của thì hiện tại tiếp diễn, cô có là am, ia cộng chủ từ cộng động từ thêm in. Các em lưu ý là trong thì hiện tại tiếp diễn chúng ta phải sử dụng động từ to be và động từ thêm in. Cho nên trong câu hỏi mình sẽ sử dụng động từ to be. Và công dụng, đối với thì hiện tại đơn thì nó sẽ nói về thói quen, các việc diễn ra và lặp đi lặp lại nhiều lần, diễn tả sự thật hiển nhiên. Đối với thì hiện tại tiếp diễn, dùng để diễn tả một sự việc đang diễn ra tại thời điểm nói. Để biết rõ hơn về thì hiện tại tiếp diễn thì các em sẽ thực hành làm những bài tập sau. Nào, A. See is a lot of fruit. See 3 chấm an apple. Vậy để biết được cái khoảng trống này điền thì gì, các em lưu ý là dấu hiệu nhận biết. Vậy trong câu này các em sẽ nhìn thấy từ now. Thường từ now này sẽ nằm trong thì hiện tại tiếp diễn. Cho nên câu này các em sẽ chia hiện tại tiếp diễn.
thứ hai các em xác định cho cô là đây là thuộc dạng câu gì. Trong câu cô không nhìn thấy dấu chấm hỏi, không nhìn thấy từ not, cho nên cô khẳng định đây là câu khẳng định. Và chúng ta sẽ sử dụng công thức là chủ từ cộng y, am hoặc a cộng động từ thêm in. Và động từ ở đây mình sẽ sử dụng động từ it. Cho nên đáp án của cô là she is eating. Động từ it cô thêm in vào. Câu B. Tương tự cô có dấu hiệu nhận biết là up the moment của thì hiện đã tiếp diễn. Cho nên cô sẽ chia là they are drinking some juice. Chủ từ đây đi với động từ to be. À, drink, it means uống. Drinking, họ đang uống một ít nước ép trái cây. Câu C. He, ba chấm. Và cô cũng thấy dấu hiệu nhận biết là at the moment, cho nên chỗ này cô cũng chia hiện đại tiếp diễn. He is riding. Chỗ này lưu ý là cô viết nhầm động từ to be. Ở đây các em sử dụng là động từ to be is chứ không phải are. He is riding. Lưu ý các em sửa lại. Câu D. Cô cũng nhìn thấy từ nào của thì hiện tại tiếp diễn, cho nên cô sẽ chia là she is going to bed. Động từ go cô thì mean going to bed, tức là đi ngủ. Câu A. Tiếp tục cô nhìn thấy dấu hiệu là now. She is getting up now. Câu F. Cô cũng nhìn thấy là now thì hiện tại tiếp diễn. She is traveling by bus. Traveling is mean di chuyển, hoặc là mình cũng có thể dịch là du lịch bằng xe buýt. Vậy thì đối với thì hiện tại tiếp diễn, các em sẽ có những dấu hiệu nhận biết là từ at the moment và từ now. Lưu ý hai từ này. Next exercise, exercise 4, question work on page 122. Question work is mean từ để hỏi. Now look at this. How many question words do you know? Now I will list some question words. What is mean cái gì? Who, ai, dùng để hỏi một người nào đó. Và câu trả lời thường là đề cập đến một cái tên. Where, ở đâu. How often, có thường không. Hỏi, đối với câu này thì câu trả lời là sẽ có những cái trạng từ chữ tần suất. How many, bao nhiêu. What time, là hỏi giờ. How old, câu hỏi rất là quen thuộc, chúng ta sẽ sử dụng để hỏi tuổi. How, như thế nào. Vậy thì bài tập tiếp theo các em sẽ sử dụng những cái từ để hỏi trên để điền vào chỗ trống cho phù hợp. Now look at this. There are five questions. Now look at question A. Ba chấm. Is in the living room. B and Fifi. B and Fifi là tên. Thì cô nói rồi, câu hỏi mà cô trả lời là tên thì từ để hỏi là who, ai. Câu B. Ba chấm. Is B doing. He doing his homework. Anh ấy đang làm bài tập về nhà của anh ấy. Vậy có phải hỏi là B đang làm gì? Vậy thì từ để hỏi gì, cái gì là từ what. Câu C. He has a lot of homework. Anh ấy có nhiều bài tập về nhà. Tức là đang hỏi về số lượng, thì các em sẽ sử dụng là how many hoặc là how much. Đều có nghĩa là hỏi bao nhiêu. Nhưng mà homework, bài tập về nhà là danh từ không đếm được, thì cô sẽ sử dụng how much. Câu D. She's sleeping. Sleep is mean ngủ. Cô ấy đang ngủ. What is Fifi doing? Câu E. She's under the table. Under có nghĩa là ở bên dưới. Cô ấy thì ở bên dưới của cái bàn. Tức là đang hỏi về vị trí. Thì từ để hỏi của cô là từ where, cô ấy ở đâu. Exercise 2, article, mẫu từ.
Vậy trong bài số 2 này các em sẽ ôn lại bốn mẫu từ mà mình đã từng học: a hoặc anh, some hoặc any. Vậy thì trước khi vào làm bài tập, cô giải thích sơ lược về cách sử dụng của bốn từ này. Chúng ta sẽ sử dụng a hoặc anh đối với danh từ số ít, là những danh từ chỉ số lượng là một đồ vật, và sử dụng anh đối với những danh từ bắt đầu bằng âm a, e, o, u và y, năm từ. Các em ghi nhớ. Rồi các thứ hai là các em phân biệt some với any. Chúng ta đã học some với any trong bài trước rồi. Some sẽ sử dụng trong câu khẳng định và any sẽ sử dụng trong câu phủ định, tức là câu có chữ not. Và thứ hai là any sẽ sử dụng trong câu nghi vấn, là câu có dấu chấm hỏi. Đây cô có ví dụ cụ thể như sau: He is a teacher. And he is an engineer. Đây, bắt đầu bằng âm e, một nguyên âm. Vậy chúng ta có tổng cộng là 5 nguyên âm. Cô đã liệt kê rồi. Rồi trường hợp tiếp theo là some, I have some friends. Đây là câu khẳng định cho nên cô dùng some. Ví dụ kế tiếp, any đứng trước danh từ không đếm được hoặc đếm được, dùng trong câu phủ định và câu nghi vấn. Ví dụ, there are not any friends. Có not cho nên cô dùng any. Now, there are three questions for you. Look at question A. Do you have 3 bananas? Trước tiên các em nhìn cho cô danh từ bananas có thêm s, tức là danh từ số nhiều. Vậy các em khi nhìn thấy danh từ số nhiều chắc chắn là các em sẽ không dùng a hoặc an. Lý do là a hoặc an chỉ số lượng là 1. Vậy các em chỉ có thể sử dụng some hoặc any. Nhưng mà câu này là câu hỏi cho nên các em sẽ dùng any. Câu kế tiếp: No, I don't have any bananas, but I have. Tương tự từ orange cũng là danh từ số nhiều có s, và câu này là câu khẳng định cho nên cô dùng some. I would like 3 orange. Orange cũng có là danh từ có s, những trái cam. Và đây là câu khẳng định, cô tiếp tục dùng some. Question B. Do we have 3 rings? Đây là câu hỏi và danh từ rings có s, thì chắc chắn cô không dùng a hoặc an, cô sẽ dùng any. There is 3 root juice on the table. Root juice tức là nước ép trái cây. Nước ép trái cây mấy em không thể đếm là một nước ép trái cây, cho nên chúng ta sẽ sử dụng some cho câu này. Câu C. Do we have 3 soda? Soda là nước soda. Nước soda tương tự các em có thể dùng any, lý do đây là câu hỏi. There is 3 on the shelf in the kitchen. There's some. I would like can of soda. Can of soda là một lon nước soda. Lý do là lon nước không có thêm s cho nên là số lượng là 1, các em sẽ dùng ờ. Next exercise, adjectives. Adjectives, các em thường học từ vựng ký hiệu là ADJ, tức là tính từ. Now, look at this. Tall and short. Tall is mean cao, short lùn. Cô sẽ đưa ra những cặp từ trái nghĩa tương tự. Long and short, dài, trái nghĩa với ngắn. Hot and cold, nóng, trái nghĩa với lạnh. Heavy and light, nặng ký, trái nghĩa với nhẹ ký. Fat and thin, mập, ốm. Full, hungry, no, trái nghĩa với đói. Quit
and strong. Yếu ớt trái nghĩa với strong là mạnh mẽ. Form, cô sẽ nhắc lại cấu trúc như sau. Chúng ta sẽ có là chủ từ cộng động từ to be cộng cho tính từ. Ở đây động từ to be của mình gồm có 3 từ là is, am và are. Các em sẽ chia theo chủ từ. Ví dụ cô nói là he is tall, I am cold. He đóng vai trò là chủ từ, is là động từ to be và tall từng loại là tính từ. Next activity, you will do exercise 3 on page 122. Now look at this. Question A. He isn't tall, he is. Các em sẽ điền những cái tính từ trái nghĩa cho phù hợp. Ví dụ chỗ này nói là isn't tall, tức là không cao. Các em sẽ điền là short. He isn't fat. Anh ấy không mập. Các em sẽ điền là thin, tức là anh ấy ốm. C. He isn't heavy. Anh ấy không nặng. Thì cô sẽ điền là he is light. Câu D. He isn't quick. He is strong. Isn't quick tức là không yếu ớt, cho nên cô sẽ điền đồng nghĩa là anh ấy mạnh mẽ. E. He isn't hungry. Anh ấy không đói. He is full. F. He isn't hot. Anh ấy không nóng. He is cold. G. His lips are not full. Lips is mean môi. Môi của anh ấy thì không dày. Cô sẽ điền là đây á, thin tức là môi mỏng. Thin ngoài có ngoài cái nghĩa ốm ra còn có nghĩa là môi mỏng. H. His hair isn't short. Hair is mean tóc. Anh ấy không ngắn. Is long. Now listen and repeat again. Short, thin, light, strong, full, cold, thin, long. Now the last consolidation. Tổng kết. Today we review some structure the first simple resistance. Hôm nay chúng ta đã ôn được một vài cấu trúc đầu tiên là thì hiện tại đơ. The second the resistance thì hiện tại tiếp diễn. The third chủ từ cộng be cộng tính từ. The four question words. Chúng ta ôm lại cách sử dụng của một vài từ để hỏi. The last or an, some or any. Chúng ta ôm lại cách sử dụng mạo từ hoặc an, some hoặc là any. Now homework for you. Today we review structure unit 10, 9, 10, 11. Write content of the lesson into your notebooks. Detailed lessons. Now, goodbye everyone.